Bún bánh kinh bùn, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì bên em lại vừa về thêm một mẫu hatchback nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc, số tự động. Đó là mẫu xe Hyundai Getz bản Click, trang bị động cơ là 1.4, tổng thành màu xanh dương quý vị nhé. Mang tên tư nhân biển Thủ Đô này, 29A52372. Chiếc xe này thì cam kết cho quý vị là keo chỉ zin nguyên 100% nhé, keo chỉ zin, máy số zin, xe không có tai nạn, không ngập nước quý vị nhé. Một chiếc xe đẹp xuất sắc, không một lỗ nhỏ luôn, ô đồ chuẩn mới có 14 vạn thôi. Xe đi rất là ít quý vị nhé, cực kỳ là ít luôn. Đăng kiểm đến tháng 11 này. Các đường gân dập lỗi đây, vẫn còn rất là sắc nét này. Dàn lốp mới tinh luôn quý vị nhé, tai lông vẫn còn nguyên này. Bộ mâm đa chấu nguyên bản theo xe. Một mẫu xe hatchback nhỏ gọn, đi lại các đường phố ngõ ngách thì rất là cơ động rồi. Một mẫu xe rất là cơ động quý vị nhé. Đồ đạc phụ tùng thay thế bảo dưỡng thì rất là dễ tìm và cực kỳ là giá thành cực kỳ là rẻ luôn. Một mẫu xe chất lượng rất là tốt rồi, nhập khẩu thì chất lượng rất là tốt rồi. Dòng Getz này thì một trong những dòng xe chạy rất là đầm chắc trong phân khúc hạng A quý vị nhé. Chạy đầm chắc nhất trong phân khúc hạng A, đi rất là chắc xe. Màn hình cam lùi cảm biến va chạm đầy đủ hết này. Tổng thành sơn xi màu xanh dương rất là đẹp luôn nhé. Đây dàn lốp đây, mọi người chạy không phải lăn tăn rồi, lốp lát còn rất là mới luôn. Hệ thống khung gầm không mục ngoặt, khung gầm sàn đây. Sản xuất năm 2007, bản số động, trang bị động cơ là 1.4, nhập khẩu Hàn. Về nội thất đây quý vị nhé, các kính này, các kính là còn zin nguyên bản luôn nhé. Hãy cam kết cho quý vị là không một lỗ nhỏ luôn. Từ các chi tiết như là khóa cửa này, rồi ốc bàn lề này, tem mác này, đều đầy đủ hết này. Nội thất hai màu rất là đẹp luôn. Vô lăng tích hợp các phim bấm này, vô lăng ba chấu này, túi khí an toàn. Vô lăng này không một vết mòn nhá. Ô đồ của em nó đây, 14 vạn 1 này. Cảm biến va chạm này, đồ nhựa táp lô đây, rất là đẹp luôn quý vị nhá. Không một vết mòn vết xước. Đây, một chiếc xe khá là cứng này, rất là mới luôn, 2007 nhưng đẹp như 2017 luôn. Các chi tiết mặt dưỡng này, màn hình Android siêu to khổng lồ, củ số đây, chế độ sấy ghế này, chân nỉ nguyên bản quý vị nhá. Gương kính chỉnh điện cu xoe, táp lô táp đi đây. Tay nắm lực mạ chrome này, tay nắm ở trong này. Các phím điều chỉnh này, không vết mòn luôn nhá. Táp lô táp ly này, keo chỉ zin nguyên 100%. Này, cam kết cho quý vị là không có tai nạn, không gặp nước. Này, mọi người quan tâm đến xe thì cứ liên hệ cho Bún Bánh Kinh Môn nhá, theo số điện thoại 0354152888. Và địa chỉ để xem xe trực tiếp đó là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Bên Bún Bánh Kinh Môn thì có mua bán vận chuyển trên toàn quốc nhé, tất cả các loại ô tô cũ đã qua sử dụng. Cả nhà có nhu cầu mua bán hay là trao đổi thì cứ liên hệ cho em nhé. Đây, các chi tiết như phần đinh tán máng nước này, keo chỉ cốp đây. Đấy, tất cả giữ nguyên bản theo xe hết quý vị nhé. Đây, một chiếc xe là không có tai nạn, không gặp nước. Cam kết cho quý vị là không có tai nạn, không gặp nước quý vị nhé, nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về chất lượng của xe. Đây, phần khoang để cổ để đồ thì phần khúc hạng A thì rất là hạn chế rồi. Xe được bác chủ độ thêm bộ loa bom này, nốt sơ cua đây, kích nốt đồ đạc đầy đủ này, khung gầm sàn thì đã được bác chủ bọc dán chống ồn này, khung gầm sàn thì không mục ngoặt quý vị nhé. Đây, các mắt cảnh báo va chạm này, rồi như màn hình cam lùi đây. $175 triệu là quý vị đã sở hữu xe rồi. Đấy, mọi người quan tâm đến xe thì cứ liên hệ cho Bún Bánh Kinh Môn nhá. Táp đô táp đi, đồ nhựa nội thất đây, rất là sạch sẽ và đẹp luôn. Đăng kiểm tháng 11. Đây, quý vị cùng quan sát nội thất của em nói nhá. Táp đi đây, không bị mòn luôn nhá. Mẫu xe gia đình sử dụng còn đẹp xuất sắc luôn.
Đây về khoang động cơ đây. Em sẽ cho cả nhà cùng tham khảo nhé. Và mọi người đang xem video lần đầu tiên thì em thì vui lòng cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký kênh để cập nhật tất cả những mẫu xe bên em mới về bên cửa hàng nhé. Đây, các chi tiết như là phần phanh quý vị này, không vết mòn luôn này. Ga cũng vậy nhá. Đó. Máy rất là sạch sẽ, cô giáo, lỗ êm, không rung giật, không hơi chưa. Đấy, quý vị quan sát nhé, rất là cô giáo, rất là sáng đẹp luôn này. Một mẫu xe chất lượng nhập khẩu, chất lượng rất là tốt này. Máy số zin này, chỉ ra gioăng dàn cò linh tinh thôi, chứ còn máy số thì vẫn còn zin nguyên, chưa ra. Đó, rất là sáng, rất là đẹp luôn, tàu dàn nguyên bản hết. Một chiếc xe máy số đại chất luôn, êm, không rung giật. 175 triệu đồng. Nếu quý vị quan tâm đến xe thì cứ liên hệ cho bốn anh Trinh Môn nhé, theo số điện thoại 0354 152 888, để chỉ để xem xe trực tiếp ở thôn Đại Uyên, xã Bình Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi hết video. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tới nhé.